Tree Ducky bỗng nhiên đăng đàn cực gắt nhắm vào giới underground vì mình ít được công nhận. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Tree Ducky bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái cực gắt, không nhắm đến cụ thể ai mà như gửi đến toàn bộ giới underground khiến không ít người hâm mộ ngơ ngác. Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra khiến anh chàng lại bức xúc đến như vậy. Cụ thể, Tree Ducky mở đầu câu chuyện bằng chia sẻ của một người em trong nghề về việc anh chàng ít được giới underground công nhận. Có vẻ như sau khi trở thành Á quân rap Việt, dù là một trong những rapper được săn đón nhiều nhất, nhưng Tree Ducky đã khiến không ít nghệ sĩ trong giới underground xem thường, đánh giá về việc mất chất, mainstream hóa. Đây là một câu chuyện thường thấy khi các rapper từ underground trở nên nổi tiếng. Liền sau đó, Tree Ducky đã trích dẫn hai câu đến từ bản demo Bad Trip của MCK, người bạn khá thân thiết của anh chàng từ trang cuộc thi rap Việt và cũng là một rapper cực kỳ ngông nghênh, sẵn sàng đốp chat với dư luận. Tree Ducky chốt hạ status của anh bằng việc chỉ ra trong khi chúng mày viết nhạc chỉ để thỏa mãn cái thú vui khoe mẽ và ngông cuồng thì nam rapper lại viết bằng tất cả sự đau đớn của mình. Anh kết dòng trạng thái bằng một câu chửi thề bằng tiếng Anh. Dòng trạng thái của Tree Ducky dù không biết rõ nguồn cơn ra sao và cụ thể nhắm tới ai, nhưng rất có thể sẽ khơi mào nên một cuộc chiến giữa anh chàng với những người mà anh đã chỉ trích, đặc biệt là các rapper dưới underground. Liệu có biến gì đã xảy ra khiến một Tree Ducky trầm tĩnh như thế phải buông lời nóng giận và bức xúc thế kia?